chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay sang ngày mai, không còn hình thái gây mưa nên thời tiết tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ có nắng trở lại. Ban ngày, nhiệt độ sẽ tăng lên từ 1 đến 2 độ mỗi ngày, cao nhất trưa chiều phổ biến từ 22 cho tới 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 25 đến 28 độ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến là trạng thái nhiều mây và sương mù, có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Trưa chiều trời tạnh ráo, đôi lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 24 độ trong ngày mai và tăng tuyến tính thêm 2 độ mỗi ngày trong ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3. Thời tiết ấm áp, thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông cũng như là các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm ngày mùng 6 tháng 3, không khí lạnh sẽ lại tăng cường trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m khiến cho khu vực vùng núi và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào rải rác. Cục bộ có nơi mưa với lượng khá. Với các tỉnh Trung Bộ, từ ngày mai, do không khí lạnh suy yếu nên mưa giảm và nền nhiệt cũng tăng lên trên toàn miền. Dự báo tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến là từ 24 đến 27 độ trong ngày mùng 4 và tiếp tục tăng từ 1 đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, ban ngày trời nắng với cường độ nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Đến với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng ngày mai nắng nóng lan rộng gần như cả miền Đông và sang một số nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ duy trì từ khoảng 11 cho tới 15 giờ. Cùng với đó là độ ẩm trưa chiều giảm khá thấp, phổ biến chỉ từ 40 đến 50%. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, do không khí lạnh suy yếu nên từ đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển dần sang hướng đông đến đông nam, hoạt động dưới mức cấp 5, trời nhiều mây và sương mù kèm mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, lượng không nhiều nên tầm nhìn thoáng. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!